Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 3, số 10 Quang Trung Hà Đông là một cơ sở lớn của thương hiệu Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong thăm khám và điều trị các bệnh lý sản phụ khoa. Ở đây chúng tôi có một kỹ thuật dịch vụ cao là thẩm mỹ tầng sinh môn, thu hẹp âm đạo, thẩm mỹ sẹo tầng sinh môn và thẩm mỹ môi lớn môi bé. Giới thiệu với tất cả mọi người, đây là một ca vô cùng đặc biệt, một em bé 13 tuổi với tình trạng phì đại môi lớn môi bé đã làm ảnh hưởng đến chức năng vận động và thẩm mỹ, được bố mẹ đưa đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 3 của chúng tôi để thực hiện thẩm mỹ. Ca này thì sẽ được thực hiện dưới sự kiểm soát tiền mê của bác sĩ gây mê hồi sức nên sẽ vô cùng yên tâm, bệnh nhân sẽ không đau và thủ thuật sẽ diễn ra an toàn tuyệt đối. Và ca này được thực hiện bởi một bác sĩ chuyên gia của chúng tôi, đó là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Gia Cường, với hơn 15 năm kinh nghiệm đã thực hiện rất nhiều ca giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, mang lại sự tự tin và hạnh phúc cho rất nhiều phụ nữ. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng trực tiếp xem ca thẩm mỹ này nhé. Đây là một bạn nữ cũng chưa nhiều tuổi lắm đâu. Bạn ấy chỉ 13-14 tuổi thôi, gặp cái tình trạng cái môi phì đại, dài. Thế nhiều người hỏi mình là tại sao lại nhỏ thế này mà đã làm cái dịch vụ này, làm cái gì, thẩm mỹ cái gì vùng dưới này. Nhưng thực ra là ngoài cái việc là giải quyết cho bạn ấy về thẩm mỹ, quan trọng hơn ấy là về xử lý cái vấn đề chức năng, tức là sao bạn ấy vận động, đi lại rồi là tập thể dục thể thao rất khó chịu, tại cái vùng môi nó dài, nó phì đại quá. Đấy, nó cọ vào quần lót, đặc biệt là khi nào mà quần chật ấy, rồi chơi thể thao ấy, rất là khó chịu. Đấy. Thì làm ở đây thì bên mình ngoài cái việc là xử lý cho bạn ấy cái môi nó gọn nhất có thể. Đấy, làm sao cho nó đẹp. Và không bị cụt. Nhưng vấn đề đây là phải làm sao cho bạn ấy thoải mái nhất, làm không bị đau. Thì bên mình có các bác sĩ giảm đau gọi là chuyên nghiệp rồi. Chuyên cái việc giảm đau. Chúng ta có thể thấy đang làm đây, khách hàng nằm rất thoải mái, cũng không vấn đề gì cả. Đấy, thì đấy là một cái ưu việt các bạn nhé. Tất nhiên sản phẩm thì ai cũng nói của bên mình hay, bên mình đẹp thôi. Nhưng mà các bạn có thể tham khảo bên mình qua inbox nhé. Thì bên mình sẽ chia sẻ với các bạn hình ảnh một cách trực quan nhất thì nó tế nhị hơn. Đây toàn là những cái dịch vụ nhạy cảm mà. Đấy, các thủ thuật này mình thực hiện trong vòng độ 30 phút là xong thôi. Quá trình lành vết thương nó rơi vào tầm 7-10 ngày. Với bạn đây thì bạn ấy chưa quan hệ thì không sao, còn với bạn những bạn quan hệ rồi thì chúng ta kiêng quan hệ ở tầm 1 tháng là sẽ ok. Vậy thôi. Thì với cái dịch vụ này thì hiện tại bên mình thực hiện với một cái giá thành mình nghĩ là khá là hợp lý. Đấy, so với những cơ sở thẩm mỹ bên ngoài thì chắc chắn là sẽ dễ tiếp cận hơn. Đấy. Vì tại vì sao? Tại vì thường dịch vụ liên quan thẩm mỹ giá thành bao giờ nó cũng sẽ ở một cái tầm khác, nhưng mà tại đây một cái cơ sở bệnh viện công thì bên mình cũng chỉ lấy được ở cái mức giá quy định bệnh viện thôi. Thế nên là theo mình nghĩ là sẽ rất tiếp cận cho khách hàng. Đấy, cụ thể giá bao nhiêu thì mình chỉ dám chia sẻ là nó giá nó phải hợp lý, nó rẻ hơn ở những cơ sở khác phải 30-40%. Đó, đấy là mình chia sẻ thật.